chị. Người đẹp nhở, mặt cũng xinh nữa. Chị đừng bao giờ tin những cái ảnh ở trên mạng, tại vì tất cả những cái ảnh này nó đều đã đi qua đến 1000 cái app. Chị có biết có một câu nói vô cùng nổi tiếng, đấy là không có gì là không thể, chỉ sợ là mình không có app. Công nhận, bác có tuổi rồi nhưng mà da vẫn còn đẹp lắm ạ. Cho nên là bác chỉ cần trang điểm một chút thôi là đã đẹp rồi ạ. Cảm ơn cháu. Làm người mẫu à? Toàn được mặc quần áo đẹp nhở? Mà con bé đấy á, nó cũng xinh nữa. Nó chả xinh cái gì cả. Chị phải nhìn gần mặt của nó cơ. Cái mặt của nó phấn dày cộp như thế này này, phải cỡ 3 phần đến 7 phần phấn. Môi giòn thì nhoe nhoe nhoe, đỏ chết như thế này, trông cực kỳ ác. Đúng, nó rất giống phù thủy luôn. Cái mặt của nó, lúc đấy mà em đưa cho nó cái chổi là nó bay một phát lên trời luôn. Cằm dài đến đây này, nhọn hoắt. Xong mũi của nó cũng thế, cao dài như thế này. Còn cái mắt của nó thì sắc lạnh. Có một lần nha, nó liếc nhìn em một phát mà đằng sau tóc gáy của em nó dựng đứng lên luôn. Thế cho nên là theo nhân đứng học, em đoán đã được cái thể loại của nó luôn. Cái thể loại của nó là cực kỳ ghê gớm và cực kỳ đáo để. Nhưng mà nó ghê gớm như thế nào? Nói chị nghe xem nào. Nó ghê gớm cái kiểu, nó như nào nhỉ? Nó ghê gớm cái kiểu là nếu mà mình nói nó một câu là nó sẽ phải trả treo một câu. Còn cái miệng của nó khi mà nói chuyện với mình, miệng của nó cười tươi như hoa, nhưng mà thật ra cái giọng của nó là nó đi mình xuống đất. Cậu ơi, không có gì. Cậu này. Cái gì? Nói đi xem nào. Thôi bỏ qua đi. Thôi nói đi, cố nhịn có nhịn được đâu. Này, ngày hôm nay tớ với cả mẹ đã tìm đến chỗ làm của Trâm Anh, người yêu của chú Danh đấy. Sao cậu biết siêu thế? Chuyện vợ của cậu mà. Ngày xưa người ta bảo có Sherlock Holmes, bây giờ là có Sherlock Hà. Ai mà ở bất cứ chỗ nào tớ chỉ cần định vị một phát là tớ đến tớ tóm bằng tay luôn. Cho nên nếu như cậu mà có hành tung bí ẩn thì hãy coi chừng tớ. Cậu thì kinh rồi. Nhất phòng. Nhưng mà làm gì con bé đấy rồi? Có làm cho nó sợ chết khiếp rồi bỏ thằng em mình không? Tớ mà làm được cái gì nó thì con bé đấy không đùa được đâu. Nó là cái dạng ghê gớm lắm luôn ấy. Nhưng mà tớ cũng sẽ chờ xem là nó có bước chân được vào cái nhà này không.